thổi sáo bài Hãy trao cho anh của Sơn Tùng. Đó, thì sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ thì mình đã tìm ra một cái cách thổi nó dễ dàng hơn một chút. Thổi nhạc gốc của Sơn Tùng thì rất là khó, rất là nhanh. Đó, khá bành thì cũng khá đuối. Cho nên là mình sẽ dẫn các bạn thổi với một cái bản mà nó chậm hơn, nó nhẹ nhàng hơn và tông thấp hơn. Đó, bản acoustic, và mình sẽ để link beat ở bên dưới và cả cảm âm ở bên dưới các bạn nhé. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một cây si giá, sáo si giá, và kỹ thuật thì không có gì nhiều cả, chỉ có đa số là đánh lưỡi đơn và cái một chút vài chỗ có lưỡi kép, lưỡi kép, và chúng ta sẽ một số chỗ sẽ vuốt thế thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mi re mi la 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 si do do, mi mi re mi la 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 si do do. Chúng ta có thể nhận thấy là hai câu đều giống nhau, thì câu sau nó là hai nốt mi thôi. Đó, câu đầu là mi re mi, còn câu sau là mi mi re mi. Đó, mi re mi la 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 si do do, mi mi re mi la 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 si do do. Thì mi chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ vuốt từ re lên, mi re mi. Đó, hai cái mi chúng ta sẽ đều vuốt. La 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 si do, hãy đánh cái đơn. Tiếp theo. Son 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 fa fa mi do do. Son cho vuốt từ fa lên. Đó, còn lại đánh cái đơn. Do 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 re re do si do si 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 do si la la. Đó, khá dài. Đó, thì câu này chúng ta chỉ có đánh nghĩa đơn thôi, không có cái gì đặc biệt. Đó, ở cuối thì rung hơi nhẹ một chút. Tiếp theo là si do si la. Đó, cũng đánh đơn thôi. Đó. Tiếp theo. Mi son la la fa fa. Mi chúng ta vuốt từ dê lên, và cái pha cuối cùng chúng ta vuốt từ mi lên. Đó. Tiếp theo. Fa 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 fa. Đó, fa 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 mi re mi re re. Thì phá. À, thì là đánh cái đơn vuốt từ mi lên. Ba lần phá như thế. Và ba cái phá tiếp theo thì là đánh lưỡi kép TKT. Đó. Fa 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 fa. À, có 5 cái phá. Đúng rồi. Thì hai cái phá đầu tiên nó vuốt từ mi lên, phá 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 mi dê mi dê dê, đúng không? Dê cuối chúng ta đệm từ đồ lên này. Đó. Đó, ba cái phá đấy chúng ta phải đánh lưỡi kép nó mới ra chất các bạn nhá. Tiếp theo à, mi do do si la, mi 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 do si la. Đó, thì đánh lưỡi đơn thôi, không có gì. Đó, mi do do si la, mi 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 do si la. Đó, ba lần mi 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 do si la như vậy. Đó, mi do do si la, mi 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 do si la, mi 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 do si la, mi 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 do si la. Ba lần như thế, ba lần mi 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 như thế. Tiếp theo vẫn là mi do do si la, mi 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 do si la. Đó,
cái này không phải ba lần mà chỉ hai lần thôi, chúng ta xuống là. Đó, là chúng ta xuống là cái chúng ta phải lên C ngay. Đó, là C C C C Đô D D. Đó, mình đọc lại nhé. Mi 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 Đô Si là mi 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 Đô Si là D C C C Đô D D. Tiếp theo thì lại giống vừa nãy. Mi đô đô si là mi 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 đô si là mi 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 đô si là mi 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 đô si là. Đó, cứ mi đô đô si là và ba lần mi 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 đô si là. Đó, sau cái si là này chúng ta phải vào ngay mi fa mi dê dê đô dê. Mi fa mi dê dê đô dê dê, nốt dài này nó sẽ dùng hơi nhé. Mi fa mi dê dê đô dê si. Đó. À. Rồi, vào phần hãy trao cho anh. Đô si la la, đô si la la, đô si la la, ba lần như thế. Đô si la la, đô si la la, đô si la la, mi đô si la mi. Đó, ba lần đô si la la, đánh như đơn. Tiếp theo, đô si la la, đô si la la. Câu này dài này, đô si la la si, đô si la si, đô si la mi. Đó. Tiếp theo hãy trao cho anh. Ba lần hãy trao cho anh như vậy. Đô si la la, đô si la la, đô si la la. Tiếp theo. Mi mi fa mi dê đô mi. Mi mi fa mi dê đô dê si. Thế là cơ bản là đã gần hết bài. Cái phần thổi kèn mi đô si la mi đô đô si đô la mi đô đô. Đô si, tiếp theo. Đô si là mi đô đô si đô si si đô dê. Đó. Sau đó sau đô dê là chúng ta sẽ lặp lại như lúc đầu. Sau khi chúng ta thổi cái đoạn kèn kèn này xong rồi, chúng ta sẽ vào lại. Mi đô đô si là mi 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 đô si là. Đó, mình đã hướng dẫn rồi, các bạn lặp lại như vậy. Sau cái này lại là kèn. Đó. Và sau kèn là một đoạn đó. Si 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 đô si la 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 si đô đô. Si 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 đô si la 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 si đô đô. Hai lần si 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 do si la 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 si do do. Si 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 do si la 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 si do do. Si 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 do si la la mi do do do. Đó.
Đô 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 dê dê đô si si son mi mi. Chỉ đánh đỡ đơn các bạn nhé. Tiếp theo. Đó. Si 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 do si la si do do. Si 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 do si la. Đó, ba cái la này cho nó đánh lưỡi kép. Đó. Cái chỗ đánh lưỡi kép mình sẽ viết cảm âm nó liền vào nhau nhé. Ba cái nốt la này liền với nhau. Câu này dài. Đó, rất là dài. Là mi mi dê đô dê đô 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 si si si. Đó. Dê 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 đô 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 si si si. Đô dê dê. Đúng rồi. Đó, lặp lại lần nữa, là một lần nữa cái đoạn này là hết. Đó, bài này khá là nhanh, khá là khó. Tuy nhiên là nó cũng rất nhiều cái đoạn gọi là lặp lại. Chúng ta chịu khó luyện tập là sẽ thổi được thôi. Đó, thì chúc các bạn thổi thành công. Đấy, hãy trao cho anh.